thường như là ngày bọn về thì cháu ấy còn ngày còn hai lần sáng và tối. Nếu như mà theo dõi có triệu chứng bất thường thì chị liên hệ đến qua số điện thoại trong ngày. Chị về theo dõi, nếu như mà anh có triệu chứng bất thường thì chị liên hệ điện qua số điện thoại để em được tư vấn và hẹn nhà hàng khám và hết giờ.
đấy. Chú. Nhìn lại con nhé chú.
tiêu chứ làm cái chồng rồi chứ bự rồi nó dư lợi rồi nhưng mình ăn được thì lại cho khoảng người thành thêm mà ra thành hai con hơn 500 người trên gà rồi.
giờ tự nhiên cũng nhiều người. Thuốc
Ngô Thị đang uống thuốc. Huyền ấy thêm đang uống thuốc chứ. Nhọc muốn ăn à? Ăn hồi uống thuốc lên cũng nhọc thêm nữa. Đi uống thuốc hả? Cơm hồ.